Khi thứ hai chúng ta sẽ gọi tên Rider Time spin-off Coral DK vs Zio lẫn Zio vs DK. Lần trở lại lần này, trong thời kỳ của Coral đang công chiếu là Coral Saber, DK là một lần nữa được gọi hồn để đối mặt với Zio. Cả hai trong movie đầu tiên, DK vs Zio đã lạc vào một thế giới nơi Dead Game đang diễn ra, một trò chơi sinh tử để tìm ra hung thủ âm thầm thủ tiêu những người chơi còn lại để giành chiến thắng cuối cùng. Đây là tập phim khá nhàm chán khi DK cũng chỉ tình cờ xuất hiện và đưa ra những dẫn chứng cũng như thể hiện sự thờ ơ của mình với tất cả mọi thứ và dẫn dưng điều tra hành tung của tên Omazio. Nó sẽ dẫn trực tiếp tới spin-off tiếp theo là Zio vs DK, nên phần này DK cũng không thể nhịn được nhiều. Từ việc là ăn hit combo từ Yusuke thể hiện tình nghĩa anh em của hai người là vô cùng bền chặt, còn lại trong spin-off này cũng không thể hiện được gì nhiều. Qua tới spin-off Zio vs DK thì cũng may mắn là đỡ hơn một xíu. Anh ấy đã có hình dạng hoàn toàn mới và có cuộc đối mặt vô cùng sòng phẳng với Omazio. Trận chiến ngang tài ngang sức, Complete 21, sức mạnh của tất cả 21 Rider và tên Omazio, kẻ chỉ mang danh Ma Vương Thời Gian, còn lại chỉ còn là cái mát, không phải từ chính Sogo gốc biến hình, mà chỉ là một Sogo từ dòng thời gian khác. Trận chiến của cả hai lóng trời lỡ đất, nhưng đó là trong mơ của những fan DK mà thôi. Trận chiến diễn ra vô cùng một chiều khi Complete 21 one hit của Omazio đã nằm bật ngửa và DK cũng chính thức kết thúc của hành trình của mình trong series Kamen Rider và nhường sân lại cho kẻ tri ân tiếp theo là Zio trong những series khác của Kamen Rider thời đại Reiwa sau này. Và cũng chính nhờ diễm phúc khi DK nằm lại tại thế giới này cũng là lý do tại sao đây lần comeback được đánh giá vị top 2.